Hello, mình là Hùng Kaiju 1m2. Nếu như bạn nào có nhu cầu mua app Free Fire thử một máy kim cương giá rẻ, có thể đến ngay với songakira.vn. Đảm bảo uy tín, chất lượng và tự động 100% với đủ các loại vòng quay các kiểu, có đa điều và có tỷ lệ trúng được ngay cả chủ shop đẹp trai. Cái gì đó dài 1m2 thì các bạn tự biết nha. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel Hùng Akira Mobile của mình. Và chào mọi người đã đến với video nữa về Free Fire. Hôm nay Free Fire của Việt Nam cuối cùng nó cũng đã ra mắt cái quả sự kiện nạp để nhận quả ba lô rồi. Quả ba lô này thì mình đã nhận ở bên Indonesia và mình test trước rồi. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ test ở CV Việt Nam các bạn nhá. Đó là quả ba lô nâng cấp quỷ ạ xoa. Vâng, và có 3 cấp thì cấp 3 nó phải gọi là rất là đẹp luôn. Các bạn có thể nhận free bằng cách chỉ đơn giản là nạp 300 kim cương vào là các bạn sẽ nhận được free cái ba lô này nhá các bạn nhá. Một cái ba lô là khá là đáng đồng tiền bát gạo đấy các bạn ạ. Với cả là bây giờ mình sẽ đi quay cái gói gọi là gói khải hoàn. Nó mới ra cái gói mới, thực ra nó là mấy cái bộ đồ cũ thôi. Chẳng qua nó chỉ là một cái gói mới thôi, là kiểu để hút máu lại những anh em nào chưa quay thôi. Thì đó là chúng ta sẽ quay để lấy mấy cái bộ ở trong sự kiện khải hoàn, như kiểu là bộ Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long, xong rồi Huyền Vũ ấy các bạn. Nhưng nick này của mình thì gọi là chưa có cái nick này của mình thì chưa có cái bộ Chu Tước, nên là mình sẽ quay lấy bộ Chu Tước để mình lấy cái mặt các bạn ạ. Lấy cái mặt này xong rồi là mặc cái mắt này vào trong cái nhân vật nữ thì phải gọi là rất là đẹp luôn. Có quả ba lô có quả bông keo Thanh Long này cũng khá là đẹp này. Đây các bạn, mặc thấy vô cùng mồm một, xong rồi là mặc cái bộ này nó cứ phải gọi là chuẩn như lê duẩn. Nào mình sẽ mặc cái ba lô vào để test nha các bạn nhá. Hôm nay mình sẽ làm quả thử thách, đó là mình sẽ cầm nguyên đúng cái khẩu gọi là AK dòng lửa thôi. Cầm duy nhất khẩu AK dòng lửa, sau đấy là mình gọi là lật kèo tử chiến các bạn nhá. Mình sẽ chấp team địch 3 trận nếu như có thể, sau đấy là mình sẽ lật kèo team địch bằng chỉ khẩu AK dòng lửa thôi các bạn nhá. Bắn súng huyền thoại tí cho nó máu. Ok, rồi let's go. Rồi đây, mình sẽ chơi nha các bạn nhá. Do tầm buổi đêm rồi nên là chỉ có thể tìm trận được tử chiến thường thôi, nên là thôi chơi tử chiến thường cho nó căng thẳng các bạn nhá. Trải nghiệm cảm giác căng thẳng ở tử chiến thường thế nào. Chứ trình độ bây giờ thách đấu rồi, bắn rank nó không còn căng nữa rồi các bạn ạ. Bây giờ thì ra đầu tiên đó là tôi sẽ review quả ba lô ấy. Trông quả ba lô sau lưng tôi đẹp không? Và sau đó là tôi sẽ giả vờ ngu, tôi sẽ không tham gia vào combat để đồng đội tôi bắn các bạn nhá. À, với cả bạn nào có biết, à các bạn có biết gì không? Hôm nay là ngày 24 tháng 2 năm 2022, tròn 22 năm sinh nhật của mình đấy các bạn ạ. Tức là hôm nay là ngày sinh nhật tròn 22 tuổi của Ngakia đấy. Bạn nào yêu quý cho mình xin một lời chúc sinh nhật đi các bạn. Ý, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ây da, cái việc mà gọi là tự dưng nói trên sinh nhật của mình lên trên video như này nó cũng hơi vô duyên thật. Nhưng mà mình sẽ không ngại nếu như mà các bạn chúc mừng sinh nhật mình đâu. Các bạn cho mình xin một like nữa thì lại bơ phẹt các bạn nhá. Ây da, đưa ra nó bắn tôi vậy. Rồi từ 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 từ, Hùng Hùng sẽ ra khỏi combat rồi. Hương lao lên đi. Rồi, Hương bị bắn nốc luôn rồi. Bây giờ Hương, ui giời, Hương bảo là bắn nó vào đầu rồi. Nhưng bây giờ nó còn có một đứa thôi, làm sao Hùng bắn được. Không được rồi, Hùng phải giả ngu rồi. Thôi xong rồi các bạn nhá. Bây giờ là phải đến chuyên mục giả ngu đại pháp. Úi giời, ôi giời, không bắt được. Khó quá, để tôi cứu Hương. Ôi rồi rồi rồi, bị nó bắn chết luôn rồi. Đấy, các bạn thấy không, tôi diễn sâu thế còn gì nữa. Mẹ diễn nó cứ phải gọi là đạt đạt quá đi được chứ. Bây giờ mình sẽ không bắn các bạn nhá. Trời ơi, bình thường tôi bắn này là tôi phải kéo vỡ đầu được khoảng hai đứa là ít đây, bọn nó chạy kiểu kia kìa. Nhưng bây giờ tôi không được phép bắn, tôi bắn chết team địch nó yếu thế, team địch nó thua luôn thì sao? Phải chấp 0-3 các bạn nhá. Ôi trời ơi, đây em ra chỗ chị đây, em ra luôn chỗ chị đây. Nhưng mà để tụi nó cứu nhau đã, đúng vậy. Nó cứu nhau lên bốn đứa như thế này thì mới đúng kịch bản được. Chứ bây giờ mà lao ra bắn nó chết hết thì sao? Ui giời, nó hai đứa. Ôi trời ơi, nó ba đứa. Cái gì đây? Kim Tròn ơi, bạn có phải là Heavy Kim Tròn trong truyền thuyết không? Tôi nhìn thấy thằng địch ở đằng trước mặt tôi, nhưng tôi sẽ giả vờ coi như kiểu là ánh mắt ta chạm nhau. Thôi đi, anh nói em nghe một câu. Ok, em chết mẹ em đi. Bây giờ thì tôi phải làm thế nào đây? Còn có một đứa tôi lại chả được bắn gì à? Cho tụi nó cứu lên đi. Hay, đúng rồi, nó cứu lên hai đứa như vậy là bây giờ tôi sẽ được ăn một kill các bạn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ ăn một kill nhá. Sau đấy là mình sẽ gọi là nhường đứa cuối cùng để cho mình thua 0-3. Ấy, hợp với nhà bà Lý luôn. Rồi, mình sẽ giả ngu vậy. Ui giời. Tự dưng lag máy. Tự dưng lag máy rồi. Ê chết cha, lag quá. Giờ này mạng Viettel lag thật đây. Nghèo đánh chết cha bây giờ. Nà mày nghe đây, mày nghe đây. Ui, ai 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 ai, nó cầm mạng với cái bảo. Ui, tí nữa tôi bị bắn. Trời ơi, tí nữa tôi bị nốc luôn. Mẹ mày quá, xít chút nữa là đăng xuất ra khỏi trái đất rồi các bạn ạ. Giờ hết cả hồn luôn đấy. Nhưng mà thôi không sao cả, vẫn còn sống là may rồi. Nhưng các bạn đồng đội lưu ý nhá, các bạn vẫn đang phải là 2-3 nhá.
chứ mình là mình không tham gia combat rồi. Mình là thuộc cái dạng nó gọi là ăn không ngồi rồi ăn đồng chốc mép. Rồi mình chạy đây, các bạn bắn nhau vui vẻ nhé. Mẹ mày. Đây rồi, một tình huống cắt tim. Thôi bỏ mẹ đi. Rồi ok. Nụ cười đã tắt, đằng sau nước mắt. Tôi sẽ cho tụi nó biết thế nào là lễ hội. Bây giờ là đến khoảnh khắc anh hùng AK rồng lửa lên ngôi rồi các bạn nhá. Mặc đồ con gái như này thôi nhưng mà đồ thẻ vô cùng mùa một và cầm AK rồng lộn là nó khác bọt ngay. Rồi một thanh niên đầu tiên gọi là đo đất nằm ở tư thế bốn chân giống hệt như là con Mon nhà tôi rồi. Con Mon nhà tôi là con chó đấy các bạn ạ. Bây giờ bò như thế xong em cảm thấy vui không? Rồi ok, ngửi dần mùi đất cho quen đi. Sau này thằng F0 không ngửi đến mùi đâu. À, có dùng bộ hồi phục. Có đứa có bộ hồi phục phải gạt giò các bạn ạ. Mới đây này nó có đồ chơi. Ok, trong thị chiến đường là nó có cái bộ để có thể tự cứu bản thân mình đấy các bạn. Cái này không biết bao giờ nó mới cập nhật vào rank ta. Rồi không sao cả, các bạn cứ ngửi mùi đất cho quen đi. Sau này thành F0 ngửi không thấy mùi gì đâu. Mất khứu giác đấy. Rồi anh em, tình đồng chí lên cao. Bây giờ là khoảnh khắc chúng ta phải vùng lên. Không biết đồng đội mình có bất ngờ khi mà thấy nãy giờ mình bắn nó cứ xử lý ngu ngục. Nhưng mà ngu kiểu giả vờ. Xong bây giờ cái tự dưng lại bắn nó gọi là gánh kim siêu mượt như này không nhở. Đồng đội chắc cũng bất ngờ lắm. Rồi đồng đội mà không bất ngờ thì hãy giả vờ bất ngờ đi cho tôi vui. Chứ bây giờ tự dưng đồng đội không bất ngờ như này tôi quê mùa lắm. Rồi ok, bắn gạt gió hết trơn rồi, đồng đội ăn hết rồi, tôi còn cái nhịp luôn. Về tôi sẽ đẩy lên đoạn thằng cuối cùng này. Ây á, ây á, mày tính thủ cô ta cả. Hôm nay khá nào. Mày nhảy ra đây, mày thủ cô ta, mày thủ cô ta. Ôi ơi, ui trời ơi, thằng này nó múa cũng dẻo đấy. Múa như kiểu Cristiano Ronaldo vậy. Nhưng xin tự giới thiệu luôn, tên thật của tao là Lionel Messi. Tôi ngợp quá, trời ơi. Tôi ngợp quá. Tôi cần thở oxy đó mày nhai à. Ý tôi là đây tôi đang lồng tiếng cho mấy bạn bên địch đó. Thở oxy gấp, ai đó truyền cái thả máy đi. Không là bây giờ là thở hồn hển gọi là hơn cả F0 rồi. Này là hơi ngợp này. Tôi bắn là nó gọi là căng quá mà. Nào nghe ra bạn. Ok. Úi trời ơi, bắt đầu còn có 32 máu ạ. Rồi bành là bành không gáy bạn ơi. Rồi một đứa ngoẹo. Nào cứu nhau là ngoẹo đốt. Cứu nhau là ngoẹo đốt. Úi trời, nhà chồng nó treo à. Xấy hết luôn. Ây da, nó làm treo thế, nó nhặt được từ xác đứa kia hay sao ấy. Má mày chạy kinh dữ dội vậy trời. Rồi ok luôn, nó hết trơn rồi. Bây giờ là tất cả để hùng mút hết. Tất cả để hùng mút hết. Ở đâu rồi nhở? À đây 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 đây. Đây rồi, nào bạn nghe ra. Đề nghị bạn nghe ra. Đề nghị bạn nghe ra nhá. Các bạn à, tình hình là vừa có một cái pha hời cực mạnh. Là tôi vừa mới thó được một cái mũ 3 từ trong cái hộp bí ẩn cấp 3. Thế là tuyệt vời. Không biết là quả thính này có gì đây, tôi sẽ ngồi tôi ke tôi lấy nốt quả thính các bạn nhá. Rồi ok, mà nếu như bạn nào mà có nhu cầu chúc mừng sinh nhật mình thì mình cũng không ngại đâu. Các bạn cứ hãy comment một lời chúc sinh nhật xuống cho Hùng Akira đi. À còn bác là thắc mắc là tại sao năm nay mình không tổ chức sinh nhật hay làm vlog sinh nhật. Thì mình xin phép gọi là rời cái sinh nhật ra bớt một vài ngày nhá các bạn nhá. Tại vì là sinh nhật đợt này của mình nó đang covid căng quá. Xa mình thì covid căng nên mình không tổ chức ở nhà. Trời 1887X. Tôi quyết định sẽ dùng khẩu này các bạn nhá. Khẩu này có 3 viên cơ mà, nên là phải dùng thôi. Thì do là cái dịch covid nó căng thẳng quá cho nên là mình quyết định là mình sẽ không tổ chức ở tại nhà mà mình tính lên Hà Nội tổ chức rồi rủ các youtuber đi ăn. Nhưng mà khổ nỗi là các youtuber thì đi thì có thằng Kelly với cả Bus Gaming là hai đứa nó đang bị F0 các bạn ạ. Hai đứa nó bị covid nhưng mà mới khỏi rồi, nhưng mà nó khỏi xong nó cũng chưa khỏi ngay được trên là hôm nay là bọn mình không đi được đâu cả, nên là mình cũng không lên Hà Nội để tổ chức sinh nhật các bạn nhá. Nên là mình sẽ tổ chức sinh nhật rời sang sau và sẽ có vlog sinh nhật Hùng Akira sau các bạn nhé. Còn bây giờ thì tôi sẽ ở nhà để đón sinh nhật cùng các bạn. Ok, chắc là video của mình sẽ xin dừng lại tại đây thôi. Nếu bạn thích đừng quên để lại cho mình xin một like và đăng ký nhá. Và đừng quên là bấm một cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ thông báo nào về kênh của mình mỗi khi mình ra video mới nhất. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo và xin chúc ngày tốt lành. See you again, bye bye.